Chúng ta học về bài giới hạn dãy số. Giới hạn dãy số là gì? Thì các bạn có một cái dãy số nó chạy, đúng không? Chúng ta biết là có U1, U2, U3, U4, U5. Thế bây giờ nếu như nó U nó cứ tăng lên vô hạn, thì N dần tới vô cực, thì cái dãy số này nó tiến tới đâu? Nó đi về đâu? Cái giá trị nó bằng bao nhiêu? Đấy được gọi là giới hạn các em ạ. Được chưa nào? Giới hạn của dãy số. Vậy khi mà dãy số của các bạn luôn tăng từ U1 đến UN, tức là N dần tới vô cực, cụ thể là dương vô cực, thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là cái giá trị của cái dãy số này đấy, nó sẽ ra bao nhiêu, đúng không? Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhé, định nghĩa. Giả sử ở đây như sau, ta nói UN, cái dãy UN này có giới hạn là bằng 0 khi N dần tới dương vô cực, và nếu như trị liệu của UN có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý kể từ một số hạng nào đó trở đi, ký hiệu là N dần tới dương vô cực của UN bằng 0 hay UN dần tới 0 khi N dần tới 0. Nghe định nghĩa sách giáo khoa đấy, rất khó hiểu đúng không nào? Các bạn cứ hiểu hình dung như sau, giới hạn tiếng Anh là gì? Là limit. Limit người ta sẽ ký hiệu luôn là chữ lim. Vậy thì ở đây lim, giới hạn của một cái dãy số UN, đúng không? Khi N dần tới dương vô cực, đấy, ghi bé bé ở phía dưới, thì nó sẽ bằng số 0. Đấy. Hay người ta có đọc là giới hạn của hàm số này sẽ càng ngày càng về số 0 khi N dần tới dương vô cực. Đơn giản là như vậy thôi. Ok. Khi ta nói dãy số UN có giới hạn là một số thực A khi N dần tới dương vô cực, nếu như lim N tiến tới dương vô cực của UN trừ A bằng 0, tức là gì? Cái giới hạn của UN này nó đã bằng là chữ A rồi. Và hiển nhiên là A trừ A là bằng 0. Được chưa nào? Khi lim của UN khi N dần tới dương vô cực nó ra ra một cái số A, hay UN tiến tới A khi mà N dần tới dương vô cực, thì các bạn đọc định nghĩa giáo khoa thấy nói thật luôn là các ông đọc xong một hồi các bạn lú não luôn. Vậy thì phải làm thế nào đấy để các bạn học mà nó đơn giản hơn? Thì ở đây chúng ta cứ nhìn vào cho thầy những cái gì mà cần lưu ý nha. Nào, giới hạn đặc biệt như sau. Giới hạn đặc biệt các bạn chỉ cần nhớ đúng cho thầy cái bốn cái gạch đầu dòng này, tự nhiên là mình làm được bài. Nhớ nha, bốn gạch đầu dòng này tự nhiên làm được bài. Tự nhiên làm được bài. Nhiên làm được bài. Sau khi các bạn nhớ được. Nào, chúng ta cùng nhìn. Thứ nhất, lim của N dần tới dương vô cực nó bằng là 1 trên N. Của 1 trên N nó sẽ bằng số 0. Lim, giới hạn của hàm số này khi mà N của các bạn tiến tới dương vô cực nó sẽ bằng số 0. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cứ hình dung nó như này nhé. Để cho các bạn hình dung nó như sau. Nếu như mà ở đây các bạn gặp một cái phân số, các bạn hình dung này, phân số này, các bạn đang có cái gì? N. Những N đang dần tới đâu? Dương vô cực. Dương vô cực là một số ở dưới mẫu ấy, nó vô cùng to các em ạ. Thì có phải là một phân số mà mẫu nó càng to thì phân số nó lại càng gì? Càng nhỏ, đúng không nào? Vậy các bạn bùng máy bùng một cái, nó ra 1 × 10^14, nó gần về số 0 đấy các em ạ. Nó gần về số 0. Nếu các bạn cho nhiều số 9 hơn nữa thì càng về số 0 luôn. À, nhiều, rất nhiều số 9. Được chưa nào? Mẫu rất to luôn, bằng, các bạn thấy không? 1 × 10^25 nó gần về số 0 rồi. Thì người ta nói luôn là giới hạn hàm này nó sẽ bằng số 0 khi N dần tới dương vô cực. Được chưa nào? Mẫu càng to phân số càng nhỏ mà. Tương tự như vậy là lim của 1/(n)k. Đấy, nó sẽ bằng 0 khi k tiến tới 0. Các bạn bảo là ố, lim ở đây người ta không ghi n tiến tới đâu. Thì là sao hả thầy? À, chú ý cho thầy nhá. Từ nay về sau, chúng ta có thể thay cái thằng lim UN khi n tiến tới dương vô cực bằng A. Ta có thể viết tắt lại là lim của UN bằng A luôn. Bởi vì khi người ta không ghi n tiến tới đâu ấy, thì chúng ta mặc định ngầm hiểu với nhau là n dần tới gì em? Dương vô cực. Không ghi gì thì nó chính là N dần tới dương vô cực. Được chưa? Vậy hiểu ở đây nó chính là N đang tiến tới vô cực, dương vô cực của 1/(n)k. Với k lớn hơn 0 thì cũng tương tự như thằng ở trên, mẫu càng to phân số lại càng nhỏ nhá. Rồi tiếp tục, lim của N dần tới dương vô cực của Q mũ N nó cũng sẽ bằng 0 nếu như Q của chúng ta nhỏ hơn 1. Các bạn hiểu là trị liệu của Q nhỏ hơn 1, tức là Q của các bạn ấy nó đi từ -1 đến 1, đúng không nào? -1 đến 1. Trong cái biển này này thì auto luôn là Q mũ N nó sẽ bằng 0. Tại sao như thế? À, các bạn hiểu như này. Q mũ N, ví dụ thầy sẽ có là Q của thầy nhá. Q mũ N. Q của thầy là 0,1 đi.
Được chưa nào? 0,1. 0,1 thì bản chất nó chính là 1 phần 10. Đúng không nào? Thì 0,1 là đi từ 0 đến 1 rồi mà. Là mũ n. À thì các bạn hình dung là 1 phần 10 mà mũ n. Đây. 1 phần 10 mà mũ n. Đấy, cái số quy đây, mũ n. Thì có phải là một mũ gì nó cũng là một không? Thì lúc này nó chỉ mũ nó càng ngày càng tiến tới dương vô cực thì cái mẫu của chúng ta ấy nó cũng mũ to theo. Mẫu càng to thì phân số lại càng gì? Càng nhỏ, nó gần về số 0 đây này. Các bạn thấy không nào? Gần về số 0. Vậy thì nó túm lại thì các bạn sẽ nhận ra ngay có tính chất là gì? Mẫu càng to, phân số càng nhỏ gần về số 0, đúng không? Hoặc là quy mũ n mà ở đây quy của chúng ta có trị đối nhỏ hơn 1, nó cũng có mũ n thì khi n từ đến vô cực cái giới hạn của dãy số này sẽ bằng 0. Và dấu chấm cuối cùng, nếu như dãy số các bạn là một hằng số thì giới hạn của hằng số là hằng số luôn, không thay đổi gì cả. Hằng số mà, làm gì có n đâu mà tiến tới. Vậy giới hạn của hằng số c thì nó bằng c luôn. Rồi. Thì cái hằng số 2 này là các bạn cần phải nhớ. Nhớ thằng này xong tự nhiên làm được bài. Các bạn thấy không? Tự nhiên làm được bài. Số 3, định lý về giới hạn hữu hạn của một dãy số. Giới hạn hữu hạn như sau. Giả sử kết quả lim của un khi n tiến tới dương vô cực nó bằng một số a, lim của n tiến tới dương vô cực của vn nó bằng một số b. Vậy đây là hai dãy số khác nhau, nhưng nếu như mà các bạn tính lim ấy khi n tiến tới vô cực của un cộng vn thì đơn giản cực kỳ, cộng với nhau thì các bạn lấy hai kết quả này cộng với nhau giúp thầy. Còn nếu như trừ với nhau thì hai kết quả này nó như nào? Trừ nhau, nhân thì lại nhân hai kết quả này, chia thì lại chia hai kết quả này, cực kỳ dễ nhớ, cộng trừ nhân chia như bình thường nhá. Và nếu như un là một số lớn hoặc bằng 0 với mọi n thì khi lim n tiến tới dương vô cực của un sẽ bằng a, thì a sẽ lớn hơn hoặc bằng 0, đúng không? Và lim của n tiến tới dương vô cực của căn un, đấy, nó cũng bằng căn a luôn. Nhớ là un đã bằng a rồi thì hiển nhiên căn của un cũng bằng căn a. Rất đơn giản. Tôi lấy ví dụ cho các bạn như sau, cách để làm nhé. Ví dụ ở đây thì cho các bạn là lim n tiến tới dương vô cực của n bình cộng n cộng 1 chia cho 2 n bình phương trừ 1. Tính giới hạn này cực kỳ đơn giản. Giới hạn này các bạn thứ nhất nha, có thể bấm máy tính để kiểm tra trước. Nếu mà làm trắc nghiệm này này, các bạn nhìn cách để thầy bấm máy tính, x bình cộng x đúng không, cộng 1 chia cho bao nhiêu? 2x bình phương đấy, trừ đi 1. Rồi có phải là n của mình đang tiến tới đâu đây? Tiến tới dương vô cực. Thì các bạn thay một cái số rất là to, tiến tới dương vô cực mà, số rất là to. Hay đủ to chưa? To quá đi còn gì nữa, đúng không? Như kiểu là dương vô cực ấn bằng luôn. Ra cái kết quả là 0,5. Vậy thì giới hạn của hàm số này khi mà x nó càng ngày càng to tiến tới dương vô cực nó sẽ bằng là 0,5, tức là 1/2. Rồi, đấy là cái cách bấm máy tính. Còn bây giờ ta sẽ quay về cách để giải tự luận câu này thì làm như thế nào. Thì để tính giới hạn của dãy số dưới dạng phân thức ấy, các bạn sẽ chia giúp thầy cả tử và mẫu cho lũy thừa của bậc cao nhất của n, sau đó các bạn áp dụng các quy tắc giới hạn, cái bốn cái cách đầu dòng vừa rồi ấy là làm được. Phương pháp là gì đây? Chia cả tử cả mẫu cho lũy thừa bậc cao nhất. Thì các bạn thấy ngay nhé, ở trên tử của mình là n bình, dưới mẫu của n bình, vậy thì lũy thừa bậc cao nhất nó chính là gì em? Là n bình. Vậy thì thầy sẽ chia như sau, n bình chia n bình thì con số 1 vẫn phải ghi lim vào đấy nhá. Rồi ok, n chia cho n bình phương là 1 trên n, 1 mà chia cho n bình phương là 1 trên n bình, đây là trên tử. Còn ở dưới mẫu, 2n bình phương mà chia cho n bình là còn 2, 1 mà chia cho n bình phương, đây rồi. Thì chúng ta có một cái công thức lúc nãy chúng ta vừa nói với nhau ở cách đầu dòng, đó là lim của 1 trên n mũ k nó sẽ bằng số 0 luôn. Được chưa nào? Nó sẽ bằng số 0 luôn, không cần phải nghĩ ngợi. Vậy thì tất cả cái chỗ này này, các bạn thấy này, chỗ này nó chính là số mấy đây kìa? Nó chính là bằng 0 đấy, đúng không? Khi n tiến tới dương vô cực thì mẫu nó càng to, phân số càng nhỏ, nhỏ gần với 0 luôn. Thì cuối cùng là các bạn chỉ còn số bao nhiêu thôi? À, còn 1 trên tử. Giới hạn của hằng số vẫn là hằng số 1 trên tử và 2 ở đâu? 2 sẽ mẫu. Vậy thì kết quả là 1/2. Xong chưa? Cực kỳ đơn giản nhé, cực kỳ đơn giản. Đấy, đấy là nguyên tắc đầu tiên. Thì cái bài mà gần như là đề thi nào người ta cũng sẽ hỏi các bạn. Lấy ví dụ cho các bạn luôn, là cái dạng số 1 này này, nó chính là dạng 1. Đề nào cũng hỏi luôn. Dạng 1, UN là một phân thức hữu tỉ có dạng là UN bằng PN chia cho QN. Trong đó PN và QN là hai đa thức của N. Thì chúng ta sẽ có phương pháp như sau. Các bạn chia cả tử và mẫu cho N mũ K, với N mũ K là lũy thừa
có số mũ lớn nhất của tử và mẫu. Ok chưa nào? Đấy, hoặc là đơn giản là các bạn rút n mũ k ra và lũy thừa n mũ k nó chính là lũy thừa có số mũ lớn nhất của tử và mẫu. Ta làm nhân tử chung, sau đó các bạn áp dụng các định lý về giới hạn là các bạn làm được. Rồi, và ở đây thì có ba cái đầu dòng để các bạn về sau ấy nhìn một câu hỏi có thể kết luận ngay đáp án, thậm chí còn nhanh hơn cả bằng máy tính như sau. Nếu như các bạn thấy có phân thức như thế này mà các bạn nhận ra bậc tử của mình ấy nó bị bé hơn bậc mẫu, chắc chắn luôn giới hạn này sẽ bằng không. Chắc chắn luôn bậc giới hạn bằng không. Bậc tử bé bằng mẫu là gì? Ví dụ n này ở dưới mẫu là n bình đi cộng 1, thì các bạn thấy ngay bậc tử là bậc 1, bậc mẫu là bậc mấy? Bậc 2. Bậc tử cứ bé bậc mẫu auto luôn giới hạn này bằng không, bởi vì mẫu của mình nó to hơn tử, đúng không? Đấy, phân số mà mẫu càng to phân số càng nhỏ, mà nhỏ gần về không luôn. Trường hợp số 2, nếu như mà bậc tử nó bằng bậc mẫu, thì các bạn nhìn nhá, giả sử bậc tử của mình đây, bậc mẫu của mình đây, thì các bạn muốn tính giới hạn khi bậc tử bằng bậc mẫu, các bạn chỉ quan tâm đến hệ số của bậc lớn nhất của nó thôi. À là a, m và bk. Đây này, kết quả của nó luôn luôn là số này. Nhầm phát đã ra. Làm trắc nghiệm nó ăn nhau ở chỗ này là mình có nhìn ra được cái dấu hiệu mà chúng ta có thể áp nhanh cái công thức giải nhanh hay không. Thì đây, cứ bậc tử bằng bậc mẫu lấy hệ số chia hệ số của bậc tử và bậc mẫu là xong. Còn nếu như mà bậc tử mà lớn bậc mẫu nhé, kết quả của chúng ta nó có thể là ra dương vô cực hoặc là ra âm vô cực tùy từng bài. Được chưa nào? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ được cùng điều ví dụ luôn. Đấy, ví dụ. Thế cho các bạn câu ví dụ số 1 nhé. Ở đây thầy có ví dụ số 1 là có 5 câu. À, câu A thầy sẽ làm mẫu cho các bạn. Đấy, câu A, câu B, câu C. Thầy làm mẫu cho các bạn nhé. Đối với câu A, lim của n cộng 2 chia cho n cộng 1. Đầu tiên thầy sẽ làm theo phương pháp rất chân phương, đó là chia cả tử cả mẫu cho bậc lớn nhất của tử và mẫu. Thì các bạn nhìn cho thầy, người ta không ghi lim tiến tới đâu, thì các bạn phải tự hiểu là n đang tiến tới dương vô cực. Thì chỗ này bậc tử bậc 1, bậc mẫu là bậc 1 chưa? Vậy chúng ta sẽ chia cả tử cả mẫu cho bậc cao nhất của tử và mẫu, đó là n. Hoặc các bạn rút n nhân tử chung ra ngoài này, thì rút ra ngoài cho các bạn xem. Đấy, trước khi chia, rút n là bậc cao nhất ra, n này thì còn 1 thôi, cộng với cả 2 trên gì? 2 trên n. Ở dưới mẫu của chúng ta thì sao? Ở dưới mẫu thì cũng rút n ra ngoài là còn 1 cộng 1 trên n. Đúng không? Thì các bạn nhìn nhá, n với n rút gọn rồi. Mà ở đây cái ông 2 trên n và cái ông 1 trên n này, giới hạn của nó sẽ luôn luôn bằng 0 khi n tiến tới vô cực, đúng không? 1 trên vô cực là bằng 0 nha. Rồi, bằng 0 hết. Cứ thấy có phân số mà n dưới mẫu như thế này, trên tử là hằng số, chắc chắn giới hạn bằng 0. Vậy giới hạn này của chúng ta sẽ bằng số mấy thôi? Bằng lim của 1 trên 1. Và lim của hằng số nó bằng hằng số luôn, bằng 1. Xong phim. Tương tự thầy làm cho các bạn một con B nhìn nhá. Thì rút bậc lớn nhất ra ngoài thôi. Lim này, bậc lớn nhất của mình là n bình. Rồi, trong ngoặc là còn 1 cộng với cả n vứt ra ngoài, n bình rồi, vậy là 1 trên n thôi. 1 mà vứt n bình ra ngoài thì là 1 trên n bình phương. Nó phải như thế này. Như thế nào? Đây là rút của tử. Ở dưới mẫu thầy làm tương tự như vậy. Thầy rút n bình nhân tử chung ra ngoài thì còn là số 2 cộng với cả 1 chia cho n bình phương. Được không nào? Đấy, 2 cộng với cả 1 trên n bình phương. Đấy, rút bậc lớn nhất ra ngoài. Thì lúc này chúng ta sẽ có n bình với n bình là thầy rút gọn rồi này. Mà ở đây chúng ta nhận ra ngay 1 trên n và 1 trên n bình phương. 1 trên n bình phương này nữa, giới hạn của những cái số này nó sẽ bằng số 0. Đấy, cứ mẫu của mình có n mà, tử là hằng số, thiếu gì bằng 0. Vậy kết quả trên tử nó chính là bằng 1. Đấy, còn lại mỗi 1 thôi, ở dưới mẫu là còn đúng số 2 thôi. Còn ông kia là bằng 0 hết rồi còn đâu. Đúng không nào? Vậy lim của 1 phần 2 là bằng bao nhiêu? 1 phần 2, hết bài. Được chưa nào? Đấy, thì làm nốt con C cho các bạn xem nhé. Con C. Con C. Lim này. Thì rút bậc lớn nhất ra ngoài. Bậc lớn nhất của mình trên tử là bậc 5. Thì rút ra ngoài là còn 2 thôi này. Trừ đi 7. Chỗ này là n bình phương. À, n bình phương. N bình phương mà thầy rút cái thằng gì ra? N mũ 5 ra ngoài. Thì ở dưới mẫu phải là n mũ 3. Đấy. N mũ 5 trên n mũ 3 thì có ra n mũ 2. Trừ đi 3. Chia cho n mũ 5. Để rút n mũ 5 ra. Đấy, nhân cả 3 trên n mũ 5 thì còn 3 thôi. Ở dưới mẫu của chúng ta cũng là bậc lớn nhất là bậc 5, thầy rút bậc 5 ra ngoài thì còn n là 1 trên n mũ 4 này, trừ đi 3 thôi. Xong. Vậy thì rõ ràng ở đây mình có thể điểm danh được những thằng bằng 0. Ông này bằng 0 chưa? Ông này bằng 0. Ông này bằng 0.
đúng không nào? Hai ông này thì rút gọn vào nhau. Vậy trên tử còn mỗi số 2, ở dưới mẫu các bạn còn mỗi bao nhiêu? Âm 3. Vậy kết quả của các bạn là âm 2/3. Thì kết thúc bài toán. Ok chưa? Vậy thì nếu như mở rộng ra, thầy mở rộng cho các bạn là có như của con E chẳng hạn như vậy. Con E là cái câu mà nó chứa căn thì cũng làm tương tự như vậy. Bởi vì N của các bạn đang tiến tới dương vô cực nên cả cái cụm trong căn này đã dương sẵn rồi nhé. Vậy thì thầy rút ra ngoài như sau. Ly. Trong căn, thầy rút ra trong căn là N bình phương là bậc lớn nhất. Rồi, 2 cộng 1 trên N bình phương thôi. Dưới mẫu của các bạn sẽ có là gì? N trên N cộng 1. Okay. Bằng cái gì đây? Ly. Căn bậc 2 của N bình phương thì nó chính là N các em ạ. Bình thường mình sẽ ghi căn bậc 2 của thằng bình phương nào là ghi trị đối của N. Đúng không? Nhưng vì ở đây mình có thể bỏ trị đối ra ngoài luôn. Do gì? N tiến tới dương vô cực, tức là số dương. Mình biết là dương rồi. Nên không cần trị tuyệt đối nữa. Rồi, còn căn của mấy thôi? 2 thôi. Bởi vì sao? Mình điểm danh ngay ông này bằng 0 này. Ở dưới mẫu nhé, thì điểm danh luôn. Là nhóm bậc lớn nhất ra ngoài là N. Còn 1 cộng 1 trên N thôi. Thì mình điểm danh được cái ông này. Ông ấy bằng số 0 chưa? Đấy, có phân số mà. Vậy, ở đây thầy sẽ có trên tử. Còn lại mỗi N nhân cả căn 2 thôi. Ông này bằng 0 rồi. Ở dưới mẫu chỗ này các bạn có N nhân 1 thôi. Đúng không em? Vậy N với N là mình rút gọn rồi. Thì các bạn còn mỗi bao nhiêu thôi? Căn 2 thôi. Để kết thúc bài toán. Nha. Đấy là con E. Cả nhà hiểu. Hiểu bài toán chưa? Cả nhà hiểu cách làm chưa? À, con này đúng không? Phải có con D. Đó thôi. Thứ tự không quan trọng. Quan trọng là có duyên hay không? Đúng không? Thứ tự quan trọng gì? Em nào đến trước, người yêu nào đến trước, người yêu nào đến sau không quan trọng, miễn là hợp nhau. Đấy. Rồi các bạn đã xem, đã thấy hiểu những câu này chưa nhỉ? Hiểu câu này chưa? Câu F nào. Lim của căn bậc 2. 2N mũ 4 cộng 3N trừ 2 chia cho 2N bình phương trừ N cộng 3. Ở trong câu này thì chúng ta cũng rút bậc lớn nhất ra ngoài. Lim này. Để rút bậc lớn nhất ra ngoài. Là trong căn bậc 2 ta sẽ có cái thằng N mũ 4 để rút ra ngoài là còn 2 cộng 3 trên N mũ 3 được không nào, trừ đi 2 trên N mũ 4 thầy chia cho ở dưới mẫu thầy rút bậc lớn nhất ra ngoài là bậc N bình thì các bạn sẽ còn 2 này trừ đi 1 trên N cộng với cả 3 chia cho N bình phương. Điểm danh những ông nào mà bằng 0 nào. Ông này bằng 0 rồi này. Ông này là số 0 rồi này. Cứ có phân số kiểu này là bằng 0 hết thôi. Xong chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có được ngay kết quả các em ạ. Ở đây thì sẽ có căn bậc 2 của N mũ 4. Nó chính là N bình phương. Lim của N bình phương. Nhân căn 2. Có mỗi căn 2 này ở trong căn thôi. Ở dưới mẫu của các bạn sẽ có là N bình phương. Nhân với số 2 thôi. Rút gọn lại. N bình với N bình rút gọn. Hết rồi. Thì các bạn sẽ còn là căn 2 trên 2. Kết quả. Hết bài. Xong nha. Rất đơn giản. Một vài câu khác nữa. Câu vị số 2. Ví dụ số 2. Ở đây có như sau. Tìm giới hạn này. Tìm giới hạn. Các bạn thấy không? Bậc tử là bậc 1. Bậc mẫu là bậc 2 không? Bậc tử cơ bản là bậc mẫu. Auto luôn giới hạn này. Kiểu dĩ bằng số 0. Đấy. Thì mình chứng minh nhá. Nó bằng 0 nhá. Nhìn này. Lim này. Thì giúp bậc lớn nhất ra ngoài là N. Còn 1 cộng 1 trên N thôi. Cứ lấy bậc lớn nhất của tử. Lấy hết bậc lớn nhất của mẫu ra. Rút ra ngoài. Ở dưới mẫu là N bình. Còn 1 trừ đi 2 trên N bình phương. Ở đây thầy sẽ có. Điểm danh ông này bằng 0. Ông này cứ 1 trên N. Lim sẽ bằng 0 hết. Khi N tính tới vô cực. Mẫu này bằng 0 hết. À, phân số này bằng 0. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy thầy rút gọn nhé. N với cả N bình phương rút gọn này. Đó. Vậy thì kết quả các bạn chỉ còn là lim của bao nhiêu thôi. Trên tử là số 1, dưới mẫu là còn N nhân 1 là 1 trên N. Mà N tiến tới vô cực thì ông này là bằng số mấy thôi? Bằng 0 rồi. N tiến tới vô cực rồi. Thế thôi. Tương tự các câu B, C, D này. Kiểu gì nó cũng bằng 0 hết. Bởi vì bậc tử bé bằng mẫu mà. Đấy, nhưng mà chúng ta làm chúng ta phải chứng minh. Đúng không nào? Chúng ta làm chúng ta phải chứng minh. Thế chứng minh nhất đơn giản bằng cách là rút bậc lớn nhất của tử và rút bậc lớn nhất của mẫu ra. Thế rút N bình ra ngoài này. Thì trong ngoặc các bạn còn trừ 2 trên tử. Cộng với cả 1 trên N này.
cộng với cả 2 chia cho n bình phương này. Ở dưới mẫu của mình có nhé, n mũ 4 là bậc lớn nhất, đúng không? Còn 3 cộng cả 5 chia cho n mũ 4 thôi. Xong. Thế đây bây giờ điểm danh tiếp, những ông nào bằng 0, ông này bằng 0, ông này bằng 0, ông này cũng bằng 0. Vậy cuối cùng các em chỉ còn lại trên tử của mình là n bình nhân âm 2. Dưới mẫu của các bạn là thầy có n mũ 4 nhân với cả số 3. Nào, thầy rút gọn lại thì còn là lim của trừ 2 chia cho 3n bình phương. Thì ông này cũng là bằng mấy luôn rồi? Điểm danh thì ông này cũng bằng số mấy? Số 0, đúng không? Bậc tử bé bậc mẫu mà, kiểu gì cũng bằng 0. Xong. Được chưa nào? Đấy, xong câu B nhá. Chúng ta cùng sang con C. Nào, con C. Thế để cho các bạn 1 phút để các bạn viết nhanh cho thầy lời giải câu C dựa vào câu A và câu B. Thì mời các em 1 phút. Ok, thầy sẽ xử lý câu này luôn cho các bạn nhé. Thầy xử lý câu này. Ở đây thầy sẽ có trên tử của chúng ta, thầy nhân tung ra thầy là n bình này cộng n, đúng không? Đấy, n bình cộng n. Ở dưới mẫu của thầy là n cộng 4, là n nhân tử chung rồi, là 1 cộng với cả 4 trên n rồi. Nhưng tất cả cái cụm này ấy, nó đều nằm ở trong cái gì em? Mũ 3. Được không nào? Vậy thầy rút ra bậc trên tử lớn nhất là bậc 2 rồi, là còn 1 cộng với cả 1 trên n. Ở dưới mẫu thầy có cái n này này nằm trong n mũ 3, ở trong mũ 3 thì nó là n mũ 3 nhân với cả 1 cộng 4 chia cho n tất cả mũ 3. Thì điểm danh như ông bằng 0 cái nào, ông này bằng 0 rồi, ông này bằng 0 rồi. Vậy cuối cùng các em chỉ còn lại cái gì thôi? N bình phương với cả n mũ 3 rút gọn là còn ở dưới mẫu còn n thôi này. Trên tử các bạn còn đúng số 1 thôi. Ở dưới mẫu các bạn còn là n nhân 1, đúng không? Đấy, n nhân 1 thôi. Ok không? Vậy chúng ta sẽ có là lim của trên tử là 1, dưới mẫu là còn n thôi. Vậy kết quả của mình là bằng số mấy? Số 0. Cực kỳ đơn giản. Đấy, xong. Thế sang câu tiếp theo, con D. Con D. Con D nó có căn thì mình xử lý nó tương tự như vậy thôi. Ở đây thầy sẽ có lim trong căn bậc 2 này, thầy rút cái bậc lớn nhất ra ngoài là n bình, đúng không em? Của 2 này trừ đi 1 trên n, dễ chưa? Ở dưới mẫu mình cũng rút bậc lớn nhất ra ngoài là n bình đi, thì các bạn sẽ coi là 1 trên n bình và trừ đi số 3. Ok, vậy điểm danh những ông bằng 0 đã có ngay ông này và ông này chưa? Vậy thì căn bậc 2 của n thì mình dạ là n, còn căn 2 ở trong thôi. Ở dưới mẫu của chúng ta sẽ là n bình nhân với cả âm 3 ở trong thôi. Thì n với cả n bình rút gọn này. Đó. Thì ở dưới mẫu các bạn vẫn còn là căn 2 chia cho n nhân với cả trừ 3. Thì cứ 1 trên n như thế này này. Các bạn thấy 1 trên n không? Điểm danh. Ông này chắc chắn là bằng 0 luôn. Đấy. Tử là hằng số mẫu có n. Mà n tiến tới vô cực rồi. Chắc chắn bằng 0. Xong. Bây giờ chúng ta sang câu dạng số 2. Dạng số 2 ở đây là UN là một phân thức dưới dạng là PN và QN, nhưng nó lại chứa cái biểu thức A mũ N và B mũ N, C mũ N. Thì cái phương pháp để làm bài này là các bạn cứ chia cả tử cả mẫu cho A mũ N, với A là cơ số lớn nhất. Nhớ nhé, cơ số lớn nhất. Bởi vì chúng ta có một cái tính chất à, đó là lim khi mà N tiến tới dương vô cực của một cái thằng Q mũ N, thì người ta có thể lược đi cái thằng n tiến tới vô cực đi. Người ta chỉ ghi lim của q mũ n thôi. Nó sẽ bằng số 0 nếu như cái trị tuyệt đối của q của các bạn ấy, nó nhỏ hơn 1. Được chưa? Ta có tính chất như này. Vậy thì ở đây thầy sẽ có như câu 3. Như sau. Câu A này. Lim của 3 mũ n cộng 5 nhân 4 mũ n chia cho 4 mũ n cộng 2 mũ n. Vậy thầy sẽ có như sau. Các bạn thấy nhé. Những ông này. Thì cái bậc lớn nhất của các ông ấy lũy thừa, mà cơ số lớn nhất của mình 3, 4, 4, 2 thì số lớn nhất của mình là số 4 chưa? Số lớn nhất là 4 rồi. Nên cái cách làm ấy là mình sẽ chia cả tử và mẫu cho cái cơ số lớn nhất là số 4 mũ n. Vậy thầy sẽ có là 3 mũ n mà chia cho 4 mũ n, nó là 3 phần 4 tất cả mũ n cộng 5 nhân 4 mũ n trên 4 mũ n trên tử có số 1 thôi. Đấy, còn mỗi số 1 thôi. Ở dưới mẫu tương tự như vậy.
4 mũ n mà chia cho 4 mũ n thì còn đúng số gì thôi? Đúng số 1 thôi. Cộng 2 mũ n trên 4 mũ n là 2 phần 4 tất cả mũ n. Bây giờ mình điểm danh những ông bằng 0 nhé. Thì có phải là hai ông này bằng 0 chưa? Ông này bằng 0 này, ông này cũng bằng 0 không? Bởi vì sao? À, 3 phần 4 mũ n nó chính là q mũ n. Thì rõ ràng rồi, chỉ đâu q các bạn đang nhỏ hơn 1 chưa? Đấy, 3 phần 4 nhỏ hơn 1, 2 phần 4 cũng nhỏ hơn 1. Nên ông này bằng 0 luôn. Vậy kết quả của các bạn nó chính là lim. Trên tử có mỗi số 5, dưới mẫu các bạn là số 1, vậy thì lim bằng 5. Đấy. Vậy kinh nghiệm để làm mấy bài này cho thật nhanh nhé. Kinh nghiệm xương máu. Các bạn nhìn mấy bài này. Nhìn mấy bài này. Các bạn thấy cái bậc lớn nhất của mình là bậc 4 thôi, 4 mũ n rồi. Đấy, lũy từ bậc lớn nhất là 4 mũ n rồi. Vậy các bạn gạch hết. Gạch hết thằng nhỏ hơn. À, vậy thì còn 4 mũ n trên 4 mũ n nó rút gọn nhau rồi. Còn mỗi trên tử là 5 trên 1 là 5 chưa? Đấy, nhanh không? Tương tự nhá, thằng này này, các bạn muốn nhìn nhanh nhá. 3, 5, 5, à lớn nhất là 5 rồi. Vậy thì bỏ những thằng bị bé đi, bỏ những thằng bị bé đi. Vậy 5 mũ n, có mỗi thằng này thôi đúng không? Mà 5 mũ n trên 5 mũ n rút gọn hết. Kết quả chắc chắn là ra trừ 2 phần 3. Cực kỳ nhanh. Nào, con C mình nhìn nhanh nhá. 3, 4, 7, 2, chắc chắn rồi. Chắc chắn là bậc lớn nhất là bậc 7. Vậy rút gọn, bỏ hết đi, che hết đi. Những thằng bậc nhỏ đi, vậy còn 1 trên 7 mũ n. Mà 7 mũ n thì n là số to. N tính tới vô cực mà, kiểu gì con này bằng 0. Đấy, kiểu gì con lại bằng không luôn, 1 phần 7 mà, tất cả mũ n bằng không, quy nhỏ không, nhầm nhanh cực kỳ luôn. Nhưng mà đấy là làm trắc nghiệm thì các bạn nhầm nhá, còn đâu tự luận thì các bạn vẫn phải trình bày ra đấy, không mất hết điểm đấy. Nào, bây giờ thầy sẽ xếp dục con B cho các em. Con B. Con B thì có như sau, lim của ông này là lim của bao nhiêu đây? Chia cả tử cả mẫu cho 5 mũ n, mình nhận ra là 5 là lớn nhất rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có 5, 3 mà chia cho 5 là 3 phần 5, 3 mũ n trên 5 mũ n là 3 phần 5 tất cả mũ n, trừ đi 2, nhân 5 mũ n trên 5 mũ n còn 1 thôi. Ở dưới mẫu của chúng ta sẽ là gì? 7, đúng không? Chia cho 5 mũ n, nhân cả 1 phần 5 tất cả mũ n đi. Bởi vì 1 mũ n vẫn là 1, nên là 7 mà chia cho 5 mũ n nó là 7 nhân 1 phần 5 tất cả mũ n, cộng với cả 3 nhân 1 thôi. Thì rõ ràng mình điểm danh như ông bằng 0, ông này bằng 0 rồi, ông này bằng 0 rồi, thì 7 nhân 0 thì nhiên là bằng 0 rồi. Đúng không? Thì các bạn sẽ còn cái gì thôi? À, còn mỗi cái thằng thằng trên tử là bằng trừ 2. Này, trên tử là trừ 2. Dưới mẫu các bạn là con số mấy? Số 3. Kết quả là trừ 2 phần 3. Nhanh gọn không? Cực kỳ nhanh gọn nhé. Ok. Bây giờ nhiệm vụ của kem như sau. Kem giúp thầy. Giúp thầy. Đấy. Tính kết quả của các câu C, D. Đấy. C, D, E ra. C, D, E ra cho thầy 3 câu nhá, C, D, E. Nào, tính nhanh cho thầy, trong vòng 1 phút là mình phải tính ra được giúp thầy C, D, E bằng bao nhiêu. Tính thật nhanh. Rồi, thầy sang con C. Con C thầy có là lim của 3 mũ n trên 4 mũ n là 3 phần 4 luôn nhá. Đấy. À, mình bậc lớn nhất là bậc mấy? Bậc lớn nhất của mình là 7 mũ n. Cái cơ sở lớn nhất 7 mũ n này là 3 phần 7 tất cả mũ n cộng 5 nhân 4 phần 7 tất cả mũ n chia cho 7 mũ n trên 7 mũ n là 1 rồi, cộng 2 chia cho 7 tất cả mũ n chưa? Vậy chỗ này chúng ta sẽ có được ngay điểm danh những ông bằng 0 nào. Ông này bằng 0 rồi, ông này bằng 0 rồi, ông này cũng bằng số 0 rồi. Đúng không em? Vậy trên tử là bằng số 0. Đấy, dưới mẫu là bằng 1 nên còn mỗi số 0 thôi. Còn đúng cái nịt. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sang câu D. Câu D nó sẽ phức tạp hơn một chút nha. Các bạn cùng nghe này. Lim của 4 nhân 3 mũ n trước. Cộng, bây giờ thì đưa hết về mũ n đã nhá. Bởi vì mình đang có hai loại mũ. Là mũ n và mũ n cộng 1. Thì cái 5 mũ n cộng 1 ấy, thì bản chất nó chính là 5 mũ n nhân mấy? Nhân 5. Đấy, chia cho 3 nhân 2 mũ n cộng 5 mũ n. Thì thầy sẽ phải chia cả tử cả mẫu cho gì? 5 mũ n. Đúng không nào? Vậy thì thầy sẽ có 4 nhân 3 phần 5 tất cả mũ n cộng 5 mũ n trên 5 mũ n hết là còn 1 thôi. Đấy, 1 nhân 5. Rồi, tiếp tục. Ở đây là 3 nhân 2 phần 5 tất cả mũ n cộng với 5 mũ n trên 5 mũ n là còn 1 thôi. Điểm danh như ông bằng 0 này. Ông này bằng 0 rồi này. Ông này cũng bằng 0 rồi này. Được chưa? Q mũ n mà Q của mình là có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1 một phát chắc chắn bằng 0. Vậy thì chúng ta sẽ ra ngay kết quả. Ở đây trên tử 4 nhân 0 là bằng 0 rồi. Còn 5 trên tử dưới mẫu là bằng 1 thôi. Kết quả là bằng 5 các em nhé.
Rồi, con D là bằng 5. Và cuối cùng là con E nào. Con E. Con E ở đây thầy sẽ có lim của trừ 5 mũ n. Cơ số lớn nhất của mình sẽ là gì? 5. Đúng không em? Vậy đây là 2 trên trừ 5. Tất cả mũ n là 2 âm 2 phần 5. Tất cả mũ n này. Trừ 5 trên trừ 5 hết rồi. Còn 1 thôi. Chia cho. Ở dưới mẫu là 3 nhân với cả 3 phần trừ 5. 3 phần 5 đấy. Tất cả mũ n. Ok. Cộng cả 3 nhân trừ 5 mũ n. Chia cho trừ 5 mũ n hết rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ điểm danh ông bằng công. Trị tuyệt đối của quy. Trị tuyệt đối của trừ 2 phần 5 là đi từ 0 đến 1. Trị tuyệt đối của trừ 3 phần 5 cũng đi từ 0 đến 1 luôn. Vậy thì các bạn thấy ngay trên tử là bằng 1. Dưới mẫu là còn 3 thôi. Kết thúc 1 phần 3 nha. Đơn giản nhỉ? Đơn giản. Đấy, không có gì khó cả. Rồi, mấy câu này nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Bây giờ mới đến phần khó đây này. Bây giờ mới khó. Thầy sang cái bài tiếp theo, dạng số 3. Đó là thầy đi nhân liên hợp. Phương pháp ở đây nhân liên hợp là gì? Là sử dụng các công thức nhân liên hợp như sau. Các bạn nhớ lại cho thầy cái kiến thức mà chúng ta học từ năm cấp 2. Đó là hằng bằng thức ấy. Đây ta sẽ có nhé. Có phải là A bình mà trừ B bình. Hằng thức nó chính là A trừ B nhân với gì em? A cộng B em. Vậy thì nếu mà thầy rút cái thằng A trừ B ra ngoài thì nó phải bằng A bình trừ B bình chia cho A cộng B không em? Đấy chính nó. Hoặc là các bạn rút ra A cộng B ra ngoài nó bằng là A bình trừ B bình chia cho A trừ B không? Chính nó. Đúng không? Rồi đến hằng đẳng thức bậc 3. A mũ 3 trừ B mũ 3. Tin thầy đi. Đến tầm này rồi vẫn còn có ông quên hằng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ cơ. Vậy A mũ 3 trừ B mũ 3 công thức là gì đây? A trừ B này nhân với cả A bình cộng AB và cộng cả B bình. Vậy thì thầy rút ra được ngay A trừ B của mình nó bằng là gì? A mũ 3 trừ B mũ 3 chia cho bình cộng AB cộng B bình không? Thấy không nào? Rút A trừ B ra. Tương tự, A cộng B của mình cũng như vậy. Dùng áp dụng hằng đẳng thức bậc 3 thôi. Thì là A cộng B bằng A mũ 3 cộng B mũ 3 chia cho A bình trừ AB cộng B bình. Nhá. Và từ đấy chúng ta bắt đầu mở rộng ra. Nếu như bài nào mà chúng ta có căn ấy, các bạn nhân liên hợp thì nó mất căn. Đấy, căn bậc 3 thì phải mũ 3 nó mất căn. Đúng không? Mất căn này. Đấy. Căn bậc 3. Mũ 3 lên. Mất căn. Được chưa? Đấy gọi là nhân liên hợp. Thì dấu hiệu của bài nào mà các bạn cần biết là bài nào thì em cần nhân liên hợp và bài nào thì em rút ra ngoài luôn. À thầy. À rất đơn giản. Để có một dấu hiệu nhé. Cái này quan trọng cực kỳ luôn. Important luôn. Important luôn. Vô cùng quan trọng. Very important. Very important. Rất quan trọng. Như sau. Để nhận ra một bài tập có nhân liên hợp hay không, các bạn hãy chú ý tới cái N có mũ cao nhất, sau đó đưa ra ngoài căn. Nếu chúng trừ nhau bằng không ấy thì bài này phải nhân liên hợp. Lấy ví dụ cho các bạn như này. Các bạn nhìn nhá. Ông này trong căn chưa? Ông này ngoài căn không? Cứ lấy bậc lớn nhất trừ nhau. Căn bậc 2 của N bình phương là N. Trừ đi N bằng không không? Chắc chắn con này phải nhân liên hợp. Các bạn bảo ô tại sao nhân liên hợp? Sao ông cho nó lim bằng không luôn hả thầy? À nó có một cái vấn đề như này. Giả sử như này. Lim nhá. Các bạn rút bậc lớn nhất ra ngoài là N đi. Các bạn còn căn của 1 cộng cả 2 trên N này đúng không? Trừ đi 1. Đấy rút N ra ngoài. Nhân tử chung. Thì cái cụm này này. 1 trừ 1 là bằng 0 rồi. Thì N nhân 0. Thì bảo N nhân 0 bằng 0 rồi thầy. À không. Trong giới hạn thì N của các bạn đang tiến tới vô cực. N đang tiến tới vô cực. Mà vô cực ở đây là dương vô cực nhân 0. Thì không phải bằng 0 đâu. Đấy cái này là sai nhé. Bởi vì trong tính chất không có tính chất nào là vô cực nhân 0 bằng 0 cả. Vô cùng nhân 0 không bằng 0. Nếu như các bạn ra thằng này là sai. Tức là mình đang làm sai cái thằng lim này. Nên đây chính là cái dấu hiệu của việc các bạn cần phải đi nhân liên hợp. Được chưa? Vậy cứ lấy bậc lớn nhất trừ nhau là ok. Ví dụ con này. Có căn liên hợp không? Chắc chắn rồi. Có. Căn bậc 2 của n bình phương là n. Trừ đi n bằng 0. Xong. Nào xem tiếp. Căn bậc 2 của 4n bình. Trừ đi căn bậc 2 của 4n bình. Bằng 0 rồi. Hai hàng giống hệt nhau. Ông này thì sao? Đấy, con ABC nhân liên hợp rồi. Bây giờ thầy mở rộng ra nhé. Bậc 3 luôn cho nó máu. Lấy bậc lớn nhất ra, n lớn nhất ở trong và ngoài ra. N này, căn bậc 2 của n với bên là n. Trừ đi n bên ngoài không? Ok, bằng 0 luôn. Đấy, tiếp tục nhá. Ông này, bậc lớn nhất đây, bậc lớn nhất đây. Rút ra ngoài căn bậc 2 của 4n bình phương là 2n. 2n trừ 2n, ok, đúng bằng 0.
Liên hợp là cái chắc. Tiếp nào. 3N. Căn bậc 2 của 9N bình phương. 3N này trừ đi căn bậc 2 của 9 là 3. Nhân N. Ô cũng bằng mấy luôn? Bằng 0 luôn. Ô các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Vậy thì rõ ràng là đây là cái dấu hiệu rất rõ của việc là cái dạng chúng ta cần nhân liên hợp hay chúng ta cần rút bậc lớn nhất ra ngoài nhá. Đấy là cái tầm nhìn của chúng ta. Thầy đã cho các bạn dấu hiệu rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào ví dụ các em nhá. Đây thầy làm câu A thôi là các bạn sẽ hiểu ngay cách làm con B. Các bạn cùng xem cách thầy làm. Ln của căn của n bình cộng n cộng 2n trừ đi n thì nó bằng cái gì đây? Bằng con này mình biết là cái dấu hiệu phải nhân liên hợp rồi. Đấy, dấu hiệu nhân liên hợp rồi. Vậy nhân liên hợp ở đây chúng ta sẽ có phải nhân cả từ cả mẫu để mất đi cái thằng căn bậc 2 này đi. Thì muốn mất đi căn bậc 2 thì chúng ta sẽ làm động tác như sau. Tập trung này. Thằng này nhân với cả căn của n bình cộng 2n và cộng n giúp thầy. Ở dưới mẫu mình nhân đã trên tử rồi thì mình phải trả lại dưới mẫu là mẫu cũng có để nó rút gọn cho nhau. Thì ở đây sau khi nhân liên hợp xong các bạn thấy ngay đây là hằng đẳng thức a trừ b nhân a cộng b không nào, mà a trừ b nhân a cộng b theo hằng đẳng thức nó chính là bằng a bình trừ b bình, thì căn mà bình phương lên thì rõ ràng là các bạn biết thừa là mất mấy, mất căn cộng 2 n trừ đi b bình, mất căn rồi nhá. A bình này trừ đi b bình là n bình phương thôi, trừ n bình phương đó xong, rút gọn trên từ xong. Ở dưới mẫu các bạn vẫn giữ nguyên đó là căn của n bình cộng 2n cộng n. Rồi. Thì bây giờ trên tử các bạn rút gọn được n bình đi. Gọn gàng nhé. Ở dưới mẫu, ở đây các bạn sẽ nhóm bậc lớn nhất ra cho thầy thôi. Nhóm bậc lớn nhất ra. Thì trong căn bậc 2, bậc lớn nhất là gì em? Là n bình phương. Được không nào? Thầy nhóm ra ngoài là 1 cộng 2 trên n thôi. Rồi, cộng cả n ở đây. Bằng ln của 2n chia cho căn bậc 2 của n là n thôi. Đấy. Mà chỗ này điểm danh được ngay ông này bằng 0 rồi. Điểm danh được ông này bằng 0. N thì tới vô cực thì 2 trên n bằng 0 rồi. Thì có mỗi n thôi. Cộng cả n bên kia. Đúng không? Thì n cộng n là mấy n? Là 2n rồi. 2n chia 2n bằng mấy? Bằng 1. Xong. Kết thúc câu A. Nha. Câu A kết thúc. Rồi. Thầy muốn các bạn là tự xử lý được cho thầy câu B. Trong vòng 1 phút. Và comment cho thầy xem đáp án câu B là bằng bao nhiêu. Comment thấy đáp án câu B bằng bao nhiêu. Chỗ này mình xem lại chỗ nào. À, chỗ này là số 2 đúng không? Đây số 2. Chỗ này là số 2 nhá, số 2. Câu B. Xem bằng bao nhiêu nào. Rồi câu B các bạn ra kết quả là 1/2 thì là đáp án chính xác nhé. Thầy nhân liên hợp như sau, thầy nhầm luôn là nhân cả từ cả mẫu với căn cộng với cả n thôi, thì là hằng thức a trừ b nhân a cộng b là a bình này, mất căn rồi này, mất căn nhé, trừ đi b bình n bình phương thôi. Đó, lần lượt từng thằng một đúng không, a bình trừ b bình đây, thì nhân ra được ông này rồi thì các bạn phải chia ngược lại là căn của n bình cộng n cộng 1 và cộng với cả n. Đấy, là nhân cả từ cả mẫu với thằng này mà. Thì trên tử sẽ thành hằng đẳng thức ngay lập tức nhá. Thì ở đây thầy sẽ có n bình trừ n bình hết rồi. Trên tử các bạn còn mỗi n cộng 1 thôi. Ở dưới mẫu các bạn rút bậc lớn nhất ra ngoài, n bình ra là còn 1 này, cộng cả 1 trên n cộng 1 trên n bình phương. Ok. Và cộng cả n ở đây. Ta rút gọn lại một tí nữa. Điểm danh ông bằng 0 là ông 2 ông này rồi. Bằng ln của n cộng 1 chia cho căn bậc 2 của n bình phương là n rồi, nhân 1 thôi. Ở dưới mẫu các bạn cũng có n nữa đúng không nào. Đấy, dưới mẫu các bạn cũng có n. Vậy thì ở đây thầy sẽ có là bằng ln của bao nhiêu. À, rút bậc lớn nhất ra ngoài thôi, n này còn 1 cộng 1 trên n. Xong. Ở dưới mẫu các bạn là bao nhiêu, 2n rồi. Thì n với n rút gọn tiếp. Xong. Điểm danh ông này bằng 0 rồi. Được chưa nào. Ông này bằng 0. Vậy cuối cùng thì mình còn lại điều gì? Mình còn lại là trên tử là con số 1 và dưới mẫu các bạn là con số 2 là 1/2 thôi. Kết thúc bài toán. Kết thúc bài toán.
Rồi, tiếp tục cho thầy con C. Con C cho thầy, đáp án là bằng bao nhiêu? Con C. Con C là 1 phần 4 à? Con C ở đây ta sẽ có như sau. Con này nó sẽ bằng cái gì đây? A trừ B nhân A cộng B thôi. Lim. Nhưng cả tử cả mẫu với căn cộng căn. Thì hằng thức thôi. A trừ B nhân A cộng B là A bình này. Mất căn này. Đó. Trừ B bình phương này. Là 4N bình cộng 2 thôi. Chưa cái mẫu. Cái mẫu của các em sẽ là gì? Căn cộng căn thôi. Đấy, mình nhân mà. Nhân nhân thì phải chia lại ở dưới mẫu. Rồi xong nhá. Được chưa nào? Đấy, nhân cả tử cả mẫu với căn cộng căn thì hằng thức trên tử là a trừ b, a cộng b là a bình trừ b bình. Rút gọn nó đi, nếu 4n bình, 4n bình xong. Vậy trên tử của chúng ta sẽ là lim của n trừ 2 chia cho dưới mẫu. Các bạn rút bậc lớn nhất ra ngoài giúp thầy là căn bậc 2 của n bình này của 4 này cộng cả 1 trên n thôi. Cộng căn bậc 2 của n bình rút 4 ra cộng 2 trên n bình phương. Đúng không nào? Bằng lim n trừ 2 chia cho ở đây điểm danh ông bằng không, đây rồi, đây rồi, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ có căn bậc 2 của n bình phương là n thôi, căn bậc 2 của 4 là 2, tương tự n này nhân 2 này. Vậy thì chúng ta sẽ có trên tử của chúng ta là n trừ 2, đúng không? Nhóm n ra ngoài này lại 1 trừ đi 2 trên n. Dưới mẫu của các bạn là gì đây? Là 4n rồi. Lại rút gọn đi thôi, điểm danh ông này bằng không được rồi, đúng không? N với n rút gọn rồi. Ở trên tử các bạn còn số 1. Dưới mẫu các bạn còn số 4 là 1 phần 4. Bạn nào ra 1 phần 4 đáp án chính xác nhé. 1 phần 4 là đáp án chính xác. Đã tốt rồi. Tuyệt vời. Rồi các em xong câu này chưa? Bây giờ mình nâng cấp hơn một chút nữa đi. Nâng cấp hơn chút nữa. Thầy sẽ cho các bạn là có những cái bài nó có cả căn bậc 3 nữa luôn. Nào, chúng ta cùng nhìn vào câu ví dụ số 5. Giới hạn của hàm số này là bằng bao nhiêu? Được chưa nào? Nó khó hơn chút. Nhưng không phải không làm được. Thì thầy sẽ nói kinh nghiệm nhé. Ví dụ như con A. Các bạn nhìn con A. Con 5 này. Lim của căn n bình cộng 2n trừ đi n cộng 3. Rất nhiều bạn sẽ coi như đây là A. Và coi như đây là B. Sau đó các bạn nhân liên hợp. A trừ B nhân A cộng B. Cũng được. Cũng được nha, nhưng nó dài, thì phải nói thật là nó dài. Hãy nhớ lại cho thầy giới hạn